ok um, hãy cùng đến với chủ đề của buổi livestream ngày hôm nay đó là chủ đề social network uh, một cách khác để nói đó chính là mạng xã hội uh, như các bạn thấy ở trên hình ý, thì, thì có để một số những cái mạng xã hội đang rất là phổ biến đối với giới trẻ việt nam ngày nay bao gồm uh, facebook uh, facebook đấy đúng không uh, tiktok uh, một trong mạng xã hội mới nổi trong thời gian gần đây nhưng mà đã tạo được một tiếng vang tương đối là lớn trong cộng đồng uh, uh, cư dân mạng và Instagram uh, phần mềm huyền thoại để chia sẻ ảnh đúng không? Uh, vẫn còn rất nhiều phần mềm khác như là Twitter hay là LinkedIn uh, nhưng mà những cái đấy nó không quá phổ biến đối với phần lớn đại đa số người dùng ấy thì thầy sẽ đề cập sau nhé. Uh, nhưng mà ở đây ấy, thì các bạn thấy rằng là gì? thầy dám cam đoan một điều rằng là khoảng tầm 100 bạn ngồi đây thì chắc gần như tất cả mọi người đều sẽ có ít một trong ba tài khoản này có thể một số bạn sẽ có chủ yếu là tài khoản Facebook này, một số bạn có thể tạo Instagram, một số bạn thì có cả TikTok để uh, Thỉnh thoảng lên nghịch nhảy nhảy một tí đúng không? Đấy. thì mạng xã hội nó xuất hiện uh, cũng khá là lâu rồi, nhưng mà cái sự phổ biến của nó thì chưa bao giờ nó, nó có dấu hiệu giảm đi, mà nó càng ngày càng tăng lên, Đấy. nhất là khi mà những cái trang như là Facebook hay là TikTok hay Instagram thì luôn luôn cập nhật những cái xu thế mới, giới trẻ cũng như là luôn luôn càng ngày càng có những nhiều những cái tiện ích mở rộng ấy, đó ờ uh, nói như vậy để các bạn hiểu rằng là gì đây một trong những chủ đề mà nó rất là thời thượng trong cái cuộc sống ngày nay đúng không thời nghệ công nghệ bốn không mọi thứ đều là công nghệ đấy kết bạn trao đổi với nhau bây giờ cũng là công nghệ cả đó thì đây là một trong những chủ đề mà thầy hy vọng là sẽ gây được cái hứng thú cho mọi người khi nói nhé ok rồi um, trước khi bước vào cái từng câu hỏi một ấy thì thấy sẽ nhắc lại một lần nữa đó là khi mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị một câu nói hay là gì nhất là khi các bạn có thời gian ấy thì nên dành thời gian một chút để brainstorm để nghĩ các cái ideas trước rồi sau đó các bạn dùng những cái idea đó phát bạn phát triển một chút đó và cuối cùng đó là dựa vào những cái đã phát triển chúng ta kết hợp lại bằng những từ nối để tạo thành một câu trả lời đấy thì hy vọng là sau uh, rất nhiều buổi livestream với thầy rồi uh, các bạn đã nhớ được là những cái bước này nó sẽ là bao gồm những cái gì và làm như thế nào nhé. OK, chúng ta cùng đến với câu hỏi số 1 How often do you use social networking applications? Sorry, how often do you use social networking applications? OK, uh, với câu hỏi này chúng ta có ngay một từ để hỏi đó là how often. Các bạn nhớ một điều là gì? How often? là để trả lời cho câu hỏi liên quan đến tần suất. Đó chúng ta có một tiếng một ngày này, uh, ba tiếng một ngày này, uh, một tuần một lần này, một tháng một lần này. Đó, đây là những cái từ mà chúng ta thường hay nghe để miêu tả tần suất đúng không? Đó, đương nhiên chúng ta không chỉ trả lời không cái con số, một cái con số được. Đó, vì thế chúng ta có thể bắt đầu bằng bước brainstorm. Đó là ngoài câu hỏi often, chúng ta còn những câu hỏi khác mà câu hỏi nào khác chúng ta có thể tự nghĩ ra để trả lời để làm gì để bổ sung thêm cho cái này không ví dụ nếu như chúng ta online chúng ta dùng cái social platform nào bạn có thể bạn dùng facebook có thể bạn dùng instagram có thể bạn dùng tiktok right um, còn rất là nhiều những cái khác đúng chưa đấy chúng ta có thể nói là gì tôi dành một tiếng vào facebook um, một tiếng trên Instagram rồi sau đó là hai tiếng trên TikTok so four hours in total maybe cái đấy vẫn được mà đúng không câu hỏi tiếp theo how much time do you spend on social network sites <laughs> thì đây đây chính là cái lúc mà chúng ta đưa vào câu hỏi đúng không như thầy vừa gợi ý chúng ta có thể dành một tiếng cho một cái gì đó một tiếng cho Facebook một tiếng cho Instagram có thể là một tiếng cho TikTok chẳng hạn để làm một video hoặc là ngồi xem thôi đấy nhưng mà có rất nhiều cách để có rất là nhiều những cái hướng chúng ta đi theo đúng không? hoặc là một câu hỏi khác, when do you usually get online? chúng ta có thể on Facebook một tiếng vào buổi gì? vào buổi sáng, maybe một số bạn có thể là làm việc học đi học buổi chiều và đi học thêm buổi tối và các bạn không học buổi sáng, yeah một tiếng buổi sáng để on Facebook. một số những người đi làm chẳng hạn họ sẽ on vào buổi tối trước khi đi ngủ, one hour maybe. đó hoặc là thậm chí có những uh, bạn mà đang trong cái dịp uh, nghỉ lễ đang cái đúng hơn không, không phải nghỉ lễ mà là nghỉ dịch đúng không các bạn dành uh, khoảng tầm 2 đến 3 tiếng một ngày chỉ để làm một cái video tiktok đó cũng có thể mà đúng không làm cái video tiktok nó rất là kỳ công cái đấy thầy biết rất là tốn thời gian có thể 3 tiếng 4 tiếng thậm chí 5 tiếng đấy đúng không đó như vậy là gì với bước một ấy brainstorm chúng ta đặt ra một vài cái câu hỏi thêm đúng không? Dựa vào những cái người ta cho sẵn ở trong câu hỏi chính của người ta. Chúng ta đặt ra thêm một số câu hỏi cho chính bản thân mình. Rồi sau đó làm gì? Thì với bước 2, phát triển ideas, chúng ta sẽ làm gì? Đơn giản đó là trả lời các câu hỏi đó. Ví dụ, chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng Facebook, chúng ta dùng Twitter, chúng ta dùng Instagram, chúng ta dùng TikTok. Yeah. How much time? One hour? Two hours? The whole day maybe? Yeah. Có một số bạn dùng mạng xã hội cả ngày mà cứ một tiếng on Facebook thì lại ví dụ như những bạn mà làm video TikTok mà kiểu gọi là rất là kỳ công ấy nhất là những cái nhóm mà kiểu có lượng subscriber rồi lượng like lớn ấy thường là các bạn ấy dành khoảng tầm là 8 đến 8 tiếng đồng hồ đấy, có khi phải 8 đến 9 tiếng một ngày chỉ để quay rồi sau đó lại mất 5 6 tiếng chỉnh sửa. Đấy thế là hết một ngày rồi, đúng không? Có thể mà cả ngày. Đó. Chúng ta online vào lúc nào? Có một số bạn online vào buổi sáng, yeah. Một số bạn online vào buổi tối, một số bạn online buổi chiều, một số bạn đêm mới online, đúng không? Một số bạn thì uh, online thuyết, uh, thâu đêm, đúng không? Cái đấy không không ai biết được, đấy là cái uh, đấy là cái cuộc sống của cá nhân mỗi người, đúng không? Rồi, quay trở lại cái công việc của mình. Sau bước 1 brainstorm, chúng ta nghĩ ra một số những câu hỏi cho bản thân mình. Bước số 2 develop. Các bạn trả lời các câu hỏi đó, đúng không? Để làm sao? Để chúng ta có một you know honesty uh, i think my daily work schedule is too tight which means nearly no time left for social media but then i still try to take a look at my facebook account in lunch break about uh, twenty minutes and another thirty minutes before bedtime so in total around one hour daily perhaps. um, ở đây các bạn thể thấy rằng đây không hẳn là một câu gọi là có quá nặng lắm về từ mới chúng ta chỉ có một số từ như là gì no time left không còn thời gian để làm việc gì đó take a look nhìn thôi nhìn nhìn hẹ hẹ sơ sơ thôi không phải là nhìn kỹ nhá chúng ta có take a closer look mới là nhìn kỹ còn take a look chỉ đơn giản là nhìn một cách gọi là đại khái đó in all honesty thì bằng với cả to be honest một cách khác để sử dụng gì để sử dụng fillers. You know, honesty để đưa ra quan điểm của chính mặt đây là quan điểm từ trong cá nhân của tôi nó giống với gì to be honest hoặc là honestly speaking đấy. Uh, ở đây có thêm một từ nữa đó là từ but then. Uh, but then thì nó giống với cả một số những cái từ là những cái cụm từ mà thầy đã nói phía trước những cái cụm fillers mà thầy đã nói ví dụ như that being said hoặc là gì đơn giản chỉ là but Perhaps thì là bằng với cả maybe Đấy, thì trong cái nói chúng ta để perhaps hoặc maybe ở cuối Để cho câu nói nó nó cảm giác nó tự nhiên hơn và thoải mái hơn Các bạn nhớ một điều là gì? Tất cả những cái cụm mà thầy hướng dẫn các bạn Trong suốt tất cả cái bộ lesson trước đây Có rất nhiều cụm là chỉ thuộc về văn nói Và chúng ta chỉ nên áp dụng vào trong nói nhé. Nó rất tốt trong nói nhưng Ít nhiều sẽ phản tác dụng trong bài viết Đấy, chúng ta sẽ phải cân nhắc rất là kỹ cái những cái cụm từ này nhá Thầy nhắc lại một lần nữa Chỉ dùng trong nói thì ở đây quay trở lại với cái uh, câu hỏi này như sau chúng ta có một chút những cái uh, chúng ta có một chút về mặt gì về mặt uh, sự tự nhiên đó là dùng perhaps ở cuối in honesty But then để kết nối no time left take a look là những cụ như cái cụm từ ví dụ no time left là một cái cụm từ làm gì để tăng điểm vốn từ vựng chúng ta và đặc biệt đây là cho văn nói nhá đó một câu trả lời khá là nhẹ nhàng đơn giản không quá dài nhưng mà nó đủ những cái gì để chúng ta show cho cái người nghe cũng như là giám khảo IELTS thấy rằng là gì. Tôi có thể nói được tự nhiên và tôi có một số những cái tư vựng hay để thêm vào. Đó là với câu hỏi số 1, thầy sẽ đây là cách mà thầy sẽ trả lời câu hỏi số 1 như vậy. How often do you use social networking applications? Ok, cool. Được chưa nhỉ? Rồi. Uh, hãy cùng đến với câu hỏi số 2 nhé Why do you use social networking applications? Ở đây tương tự với câu 1 Chúng ta đã có sẵn câu hỏi là why rồi Khác với những cái uh, câu ví dụ như What, when hay where Chúng ta có nhiều cái hướng phát triển Thì với why chúng ta không có nhiều Bởi vì chúng ta buộc phải đưa ra một thứ duyết đó là lý do Vì vậy Chúng ta sẽ thay đổi cái hướng brainstorm của chúng ta Như sau Đầu tiên Chúng ta hãy để đến một số những cái keyword của cái câu hỏi này Từ keyword lớn nhất của chúng ta đó chính là Social Networking Applications Đó Khi chúng ta nghĩ về gì như vậy? Mạng xã hội, đúng không? Chúng ta nghĩ đến mạng xã hội Đó là xã hội, nghĩa là chúng ta dùng để làm gì? Đấy Với mạng xã hội có thể nghĩ đến gì? Friends, nghĩ đến bạn bè Nghĩ đến connection, nghĩ đến sự kết nối Đúng không? Đó Chúng ta có một vài những cái keyword nó thêm để chúng ta phát triển thêm cho cái câu trả lời chúng ta đúng không? Đấy trước khi sau khi nghĩ về những một số những keywords mà nó associated tựa một số keywords liên quan đến social networking applications chúng ta có thể tiếp tục như sau nghĩ đến một số câu hỏi ví dụ friends what kind of friends bạn như thế nào chúng ta có close friends bạn thân đúng không uh, past friends bạn trong quá khứ ví dụ như bạn cấp ví dụ như nếu các bạn là sinh viên thì chúng ta có thể có bạn cấp 1, cấp 2 chẳng hạn. Đấy, hoặc là ví dụ như là với các cô, các chú hoặc là các bác lớn tuổi ấy, thì họ có thể có những cái bạn rất là lâu rồi chưa gặp ấy, ví dụ như là năm tuổi chưa xa rồi sau đến năm 40 tuổi mà cũng chưa gặp lại nhau ấy. Đấy thì họ rất là thích những cái này, đúng không? Đấy, những cái nhóm bạn như thế nào hoặc là chỉ đơn giản là những cái bạn kiểu xã giao bình thường thôi. Đấy. Tiếp theo, connection, what kind of connection? Các bạn kết nối như thế nào? Đấy, các bạn kết nối với ai? các bạn kết nối với ví dụ với những bạn đi làm các bạn lên Facebook kết nối với nhà tuyển dụng nha yeah. rất là ổn đúng không ví dụ như những cái bạn mà học sinh cấp 3 các bạn lên kết nối gắng kết nối với cả thần tượng ví dụ như là một uh, nghệ sĩ nào đó người ta livestream chẳng hạn thì các bạn cũng có thể lên mạng xã hội các bạn thân đưa ra câu hỏi cho họ hoặc chỉ đơn giản là gì uh, chào thần tượng chị ơi chị xinh quá anh ơi anh đẹp trai quá ví dụ thế đúng chưa nhỉ đó và tiếp theo một câu hỏi khác a friends and connection from social network important Đấy. vậy thì những cái này quan trọng hay không đây là một cái bổ sung thêm đúng không như vậy với brainstorm chúng ta nghĩ là gì với mạng xã hội chúng ta nghĩ đến bạn bè chúng ta nghĩ đến kết nối vậy thì bạn này như thế nào kết nối như thế nào đúng không ví dụ chúng ta sử dụng mạng xã hội để chúng ta kết nối với bạn chúng ta kết nối với nhà tuyển dụng chúng ta kết nối với uh, idol của chúng ta đó đó là cách chúng ta sử dụng mạng xã hội đúng không vậy thì cái việc làm này nó quan trọng đến mức nào đấy đấy là những cái câu hỏi mà có thể tự đặt ra cho chính bản thân mình trong phần brainstorm đúng không ok hãy cùng đến với bước thứ hai develop your ideas sau khi chúng ta đã có một số lượng lớn câu hỏi như ở phần brainstorm chúng ta có thể bắt đầu vào việc đó là đưa ra một vài câu trả lời ví dụ what kind of friends close friends friends from the past hoặc là present friends hoặc là some uh, normal friends Yeah, maybe Đúng không? Đấy Tiếp theo What kind of connection? Connect with uh, celebrities Với người nổi tiếng Đúng không? With companies Với các công ty With clients Với những cái đối tác Mà chúng ta có thể Tiếp cận được Companies và clients Thì có thể là Nếu như các bạn nào đấy Mà đang có một công việc Chẳng hạn Thì cái này sẽ rất là cần thiết Đúng không? Còn với những bạn Ở độ tuổi nhỏ hơn Mà chưa phải đi làm gì cả Rất là vui tươi Hồn nhiên ấy Um, thì chúng ta có thể chỉ đơn giản là kết nối với celebrities ví dụ như là một uh, streamer nào đó này uh, một nghệ sĩ uh, Việt Nam nào đó này một nghệ sĩ nước ngoài cũng có thể đúng không rất là nhiều Đấy. và tiếp theo Our friends and connection from social network important yeah nó khá là quan trọng đúng không quan trọng đến mức nào với bạn bè kết nối chúng ta dụ để nó sẽ bạn bè đúng không để giữ liên lạc chúng ta kết nối với cả công các công ty hệ đối tác chắc chắn là rất cần thiết cho công việc kết nối với người nổi tiếng để làm gì để chúng ta có thể cho họ thấy rằng là chúng ta yêu họ đến mức nào đúng không Đấy, nó rất là nó rất là cần thiết đúng không ok quay trở lại cái nhiệm vụ chúng ta develop your ideas thầy đã gợi ý ở bước 1 chúng ta có thể brainstorm thêm một số những câu hỏi khác sau đó chúng ta đưa ra các cái câu trả lời chúng ta có thể sử dụng Trong phần develop your ideas, Some bước thứ nhất brainstorm, xong bước thứ hai develop your ideas, chúng ta có thể đến với một câu trả lời mẫu như sau. Hmm. I suppose social network sites are to make and find friends, um, along with uh, staying in touch. But after years of using Facebook, I think there's more to that. Not only can it be used for interacting with all kinds of friends and families. Um, it might as well be a crucial advertising channel, especially with firms who want to increase their reputation. Okay. Um, ở đây thì thầy có sử dụng khá là khá là nhiều những cái từ khá là kỳ đúng không? Đầu tiên chúng ta được suppose. Tôi cho rằng nhá. Thay vì dùng think hoặc là believe, đấy, những cái từ đấy chúng ta đã dùng rồi. Chúng ta sẽ dùng I suppose. Tiếp theo staying in touch đó là giữ liên lạc, nó dùng với keep in touch There's more to that Để cái này dùng trong văn nói Khi chúng ta nói là There's more to that Nghĩa là gì Còn rất là nhiều thứ khác nữa Nhá Tức là chúng Bình thường ấy Trong một câu Ví dụ như văn viết màu mè Thì có thể là gì uh, After years of using Facebook I believe that uh, Facebook uh, has much uh, More utilizations Than just Đấy Đúng không Còn với văn nói Rất nhẹ nhàng There's more to that Ok. Tiếp theo, not only. Not only thì là cái từ mà các bạn nếu như học ở các cấp 2, cấp 3 có thể đã nghe đến cấu trúc not only but also, đúng không? Đấy, trong tình huống này thì thầy có skip qua cái but also bởi vì trong văn nói nó không nhất thiết phải có cái đấy. Khác với viết nhá. Khác với viết trong nó chúng ta có thể nhẹ nhàng đi một chút một số những cái tiêu chí về mặt ngữ pháp để cho câu nó trở nên nhẹ nhàng hơn và dễ hiểu hơn. Tiếp theo có một từ mà thầy chưa bôi đỏ nhưng thầy nghĩ là mọi người nên nhờ đó từ interact. Interact ở đây là kết nối nhé. Đấy, hoặc là tương tác, đúng không là tương tác nhé. Crucial, crucial thì nó giống với từ gì? Important, quan trọng. Và cuối cùng, reputation. Reputation ở đây là danh tiếng nhé. Cái này đặc biệt dùng với cả những cái trong môi trường kinh doanh với các công ty. Đó. Um, tổng hợp lại như sau. Đầu tiên, về phần về phần sự tự nhiên trong nói, đúng không? Chúng ta có test more to that vừa add thêm về điểm từ vựng và vừa add thêm độ tự nhiên cho chúng ta, đúng không? Chúng ta có một số những cái từ vựng khác ngoại như là staying in touch, crucial, reputation để cho người nghe cũng như là giám khảo IELTS thấy rằng là gì? khả năng từ vựng chúng ta đến mức nào. Đó, chúng ta có thêm I suppose hoặc là ừm um, gì đấy để cho cái câu nói chúng ta nó thoải mái hơn, tự nhiên hơn, đúng không? Đấy, ngoài ra nó only một dạng cấu trúc của ngữ pháp nữa để chúng ta lấy điểm. Đấy. Ok chưa nhỉ? Các bạn thấy một câu trong một câu như thế này chúng ta có một số những cái điểm nhấn về ngữ pháp, có điểm nhấn từ vựng và có cả điểm nhấn về sự tự nhiên nữa, đúng không? Đó. À, các bạn nếu như bạn nào có hỏi thì là vì sao có còn một tiêu chí nữa trong đánh giá nói thì đó là phần phát âm. Nhưng với buổi livestream thầy không nghe được cái khả năng phát âm của mọi người. Cho nên là thầy sẽ không đề cập nhiều đến cái phần phát âm trong này nhé. Bởi phát âm nó nhiều khi là tùy vào cái khả năng của mỗi người. Ấy. Nhưng ở đây thầy chỉ cho mọi người cách để chúng ta có thể thêm một chút về ngữ pháp, thêm một chút về từ vựng, thêm một chút về uh, sự tự nhiên trong nói nhé. Và sự kết nối của nó. Đó. Ok, đến với câu hỏi số 3. What are the disadvantages of social networking applications? Ok, với câu hỏi này, rất đơn giản. Người ta yêu cầu đưa ra disadvantages. Hãy đưa ra những cái đấy, đúng không? Tiếp tục theo những bước đấy. Có bao nhiêu disadvantages các bạn thể nghĩ ra? Hai cái, ba cái, bốn cái, mấy cũng được. Nhưng nhớ một điều như sau. Disadvantages là số nhiều. Đúng không? Vì nó là số nhiều nên chúng ta không thể trả lời một cái và chấm hết được. Chúng ta cần khoảng tầm hai cái là tối thiểu, nhé yeah. Đấy. Một điều nữa chúng ta phải nhớ câu hỏi của chúng ta nằm ở thời hiện tại, nên các cái cấu trúc ngữ pháp chúng ta sẽ tập trung chuối vào những câu ở thời hiện tại, nhé yeah. Và cuối cùng chúng ta có thể áp dụng, có thể thử sử dụng một vài những cái từ vựng mà thầy cho rằng khá là hay như sau. Ví dụ avatar, yeah. ờ, hình avatar đúng không? Cái này bạn nào bạn nào dùng facebook facebook bạn nào dùng mạng xã hội đều biết avatar là cái gì đấy thầy hy vọng là bạn nào bạn nào cũng biết còn bạn nào mà không biết thì uh, hơi căng đấy nhá <laughs> <laughs> yeah. ok từ thứ hai double check double check ở đây là động từ đó là kiểm tra lại nhá yeah. đây là động từ rất là phổ biến đối với cả bài nói thầy khuyên là các bạn nên cố gắng thử sử dụng những cái động từ như thế này không quá khó nghe thường xuyên nhưng có một độ hiệu quả tương đối cao và từ cuối cùng đó là từ cop um, từ cop ở đây bằng với một từ khác đó là từ speechless nghĩa là không nói nên lời cop ở đây là kiểu là ngạc nhiên để nỗi không nói nên lời nhé nó cao hơn level rất là nhiều đối với những từ như là surprise hay là surprising nhé cop là cao là một cái từ mang nghĩa ngạc nhiên ở mức cao hơn nhé Okay. Um, các bạn thấy là gì? Ở đây thầy yêu cầu các bạn đó là có thể áp dụng những cái bước mà thầy đã, hiệu đã đưa sẵn ở trước. Brainstorm, nghĩ thật nhanh idea, develop, phát triển câu trả lời và bây giờ chúng ta sẽ có câu trả lời mẫu có thể như sau. Like I said, I've been using Facebook for years, but I'm still gobsmacked when seeing people spreading fake news online. I guess they never double check to see how ridiculous these news are. Another issue is that there are users avatar by which I cannot use to identify them in real life, even though the photos are actually them. Um, như các bạn đã thấy, ở đây um, chúng ta có một số những cái từ như sau. Ví dụ, like I said, I've been using Facebook for years. Um, cái này, like I said là chúng ta điểm làm gì? Chỉ đơn giản là để lặp lại những gì mà chúng ta đã nói. Nó rất đơn giản thôi Giả sử các bạn đã truyền tải một ký rất là hay ở phía trên rồi Ở phía dưới các bạn thấy rằng cần có cái idea đấy Chúng ta không thể nói lặp lại được vì chúng ta sẽ bị lặp từ Nhưng nếu bắt đầu bằng like I said Thì lúc đấy nó lại là một câu chuyện khác Đúng không? Đấy, như tôi đã nói một lần nữa để vừa là để nhắc lại Cũng như là gì? Cũng như là coi như đây là một cách để chúng ta hợp thức hóa Cái cách chúng ta nhắc lại cái câu câu nói phía trên thôi Nhớ Đấy, đây là một cách rất là hay nếu như các bạn mà đang bí quá ấy, mà kiểu gọi là chưa nghĩ ra một cái câu nào nó hay hơn câu này ấy, thì các bạn có thể bắt đầu bằng like I set và lặp lại like y nguyên những gì chúng ta đã nói. Ok, nice. Cosmic, thầy vừa giải thích. Uh, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Double check. Các bạn nhớ cái hai phần dấu cách ngang ở giữa nhá. Nếu như không có nó sẽ sai. Nhá, double check, kiểm tra lại. Avatars. Yeah, hình ảnh đại diện và cuối cùng chúng ta có by which đó là mệnh đề quan hệ ở dạng kết hợp với cả giới từ. Thì cái này là một cái ứng dụng tương đối là cao của mệnh đề quan hệ nhá. Đấy. Um, cái này thì thường là thầy ở đây không không giải thích cụ thể về ngữ pháp được bởi vì nó sẽ hơi tốn thời gian ấy. Thì thầy chỉ nói là gì? Đây là một cách sử dụng mệnh đề quan hệ ở level rất cao. nhá. Thế thôi. Ờ um. Ok, um, và cuối cùng Ở đây chúng ta có thêm một số những cái từ khác Ví dụ như là ridiculous uh, Ridiculous thì là gì? Ngớ ngẩn, không tin nổi Spread, uh, tuyên truyền, fake news Tin gì? Tin giả mạo Đó, và động từ còn lại là động từ identify Identify là nhận dạng Tổng hợp lại như sau Chúng ta có một số những cái từ vựng như là cough smack rất là hay Đúng không? Double check, rất là nói, rất nhẹ nhàng chúng ta có like set để cho câu nói trở nên tự nhiên hơn và chúng ta có by which để chúng ta cải thiện điểm số ngữ pháp đó như thế đã nói những câu trên ở chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta phát triển đúng không vì thế trong những cái câu trả lời mẫu này thì muốn cho bạn thấy rằng là gì chúng ta có thể cải thiện ở rất là nhiều những cái mảng trong cái câu nói chúng ta chúng ta cải thiện được ngữ pháp chúng ta cải thiện được từ vựng chúng ta cải thiện được gì? Chúng ta cải thiện được cả cái độ tự nhiên của chúng ta và cái sự kết nối giữa những câu trả lời của chúng ta nữa. Đó. Ok, kết thúc câu 3 The disadvantages of social networking applications. Ở đây thầy thầy nói hai cái đúng không? Fake news và avatars, hai vấn đề. Đúng không? Đó là sự ảo diệu của cái avatar và cái gì? Và tin giả ở trên mạng đến với câu hỏi số 4. Đơn giản lắm. Do you think it is good to make friends online? Yeah, đến lượt của mọi người, đúng không? Đấy. Các bạn có thể cho thầy xin những cái câu trả lời các bạn trong một comment nhé. Đúng hơn là một chat. Đấy. Um, các bạn cố gắng áp dụng những cái bước mà thầy đã đưa sẵn cho các bạn nhé. Bắt đầu nào. OK, um, câu hỏi này thì chỉ gợi ý qua đó là cái này nó đi theo hai hướng nhé. Đấy, nó tùy vào mỗi người mà, đúng không? Rồi, um, nếu bạn nào đã có câu trả lời thì các bạn có thể bắt đầu uh, type câu trả lời các bạn ở dưới khung chat cho thầy nhé. Um, còn bạn nào chưa có câu trả lời thì uh, có thể chúng ta sẽ trả lời sau hoặc đấy hoặc là các bạn có thể vẫn có thể tiếp tục trả lời nhé. Uh, nếu như các bạn muốn nghe lại cái bài giảng của thầy Thì các bạn có thể vào trang Facebook của Amex để nghe lại nhé Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu trả lời mẫu Cho câu hỏi này Do you think it is good to make friends online? Câu trả lời mẫu rất nhẹ nhàng như sau um, I would argue that it totally depends For example, you connect with somebody from I don't know, uh, LinkedIn maybe Then you obviously have a good chance of having a, a helpful friend but if you connect with somebody from Tinder then there is a possibility of uh, suffering from heartbreaking or disillusioned moments uh, My point is that it is either way but just make sure to stay alert with strangers online um, Ở đây như sau Ở đây chúng ta có một số những cụm từ khá là khác Đầu tiên, I don't know ở đây ấy, khi mà chúng ta không chắc chắn lắm về cái ví dụ chúng ta đưa ra chúng ta có thể bắt đầu bằng i don't know nhưng cái này phải kết hợp nó rất là tài tình như sau ví dụ như ở câu của thầy chẳng hạn như connect with somebody from i don't know cao lên một chút cái i don't know link maybe đấy thì những cái từ mà để cho thấy cái sự không chắc chắn ví dụ như i don't know và maybe chúng ta phải cao giọng chúng ta lên để khẳng định cho người nghe là gì tôi không chắc chắn lắm về cái câu của tôi, đấy đương nhiên trong nói nhá trong nói hoàn toàn chúng ta có thể hoàn toàn không chắc chắn về những cái mà chúng ta đã biết cái này nói chuyện bình thường người nói nào cũng vậy một số người có thể không chắc chắn lắm về những cái mà họ đã đọc và tìm hiểu cái đấy không có gì là sai cả trong trong khi thi IELTS người ta không kiểm tra kiến thức của các bạn cái nhớ một điều như vậy nhá người ta không kiểm tra kiến thức của bạn là uyên bác sâu rộng hay là nghèo nàn vớ vẩn Người ta kiểm tra khả năng bạn có thể nói Và chấm hết Nó chỉ thế thôi Người ta kiểm tra khả năng nói của bạn Người ta kiểm tra là bạn có thể nói tốt đến đâu Chứ người ta không kiểm tra là bạn nói chủ đề đó đúng đến đâu Đó là sự khác biệt nhé Không nên hiểu sai cái đấy Chúng ta hoàn toàn có thể không biết gì về cái chủ đề đấy cả Nhưng chúng ta vẫn có thể kiếm được điểm cao trong speaking Đó là sự thật Bởi vì speaking để kiểm tra nói Chứ không phải để kiểm tra kiến thức Ok Um, vì vậy, quay lại chỗ này Ở đây chúng ta có mạng xã hội LinkedIn uh, Mạng xã hội LinkedIn thì uh, cho những bạn nào mà chưa biết Thì đây là mạng xã hội kết nối giữa những uh, người đi làm với nhau Thường là cho phục vụ mục đích là tuyển dụng Đấy. Hoặc là đúng hơn chỉ đơn giản là kiểu kết nối những cái business profile Để uh, tìm những cái client, đúng không? Những cái khách hàng tiềm năng hoặc là đối tác tiềm năng Đó um, Obviously Dĩ nhiên là như vậy một cách rõ ràng là như vậy. Hãy nhớ một điều nữa, đây là trạng từ nhé. Have a good chance of doing something nghĩa là có cơ hội tốt để làm một điều gì đó. Tiếp, Tinder, đây là mạng xã hội uh, chuyên dùng cho mục đích đó là kết nối hẹn hò. Uh, cái này thì nó khá phổ biến ở nước ngoài, thậm chí Việt Nam cũng đã bắt đầu phổ biến rồi. Có điều là một số bạn đang hơi nhỏ tuổi quá thì có thể sẽ chưa biết đến cái Tinder. Còn với những bạn ví dụ như sinh viên chẳng hạn hoặc người đi làm ấy thì có lẽ sẽ rõ hơn về cái này. There is a possibility of bằng hơi giống với have a good chance of something thì đây là có khả năng gì đó. Heartbreaking. Trái tim tan vỡ đúng không? Break tan vỡ, heart trái tim. Heartbreaking, trái tim tan vỡ. Heartbreaking moments thì là những khoảnh khắc gì? Khoảnh khắc tim chúng ta vỡ vụn ra. Đấy. Một cách khác nói đúng hơn đó là khoảnh khắc đau lòng. Và cuối cùng chúng ta có từ disillusioned. Disillusioned ở đây là vỡ mộng. Đấy. Cái này là thường là cảm xúc kiểu rất là bực mình và khó chịu về những cái thứ mà chúng ta tưởng rằng là nó tốt. Đây là một từ có cách dùng tương đối là rắc rối. Đấy, nên là thầy khuyên là với những bạn nào mà chưa thực sự tự tin lắm với khả năng từ vựng của mình ấy, thì thầy khuyên là không nên dùng từ này vội. Vì từ này rất dễ bị dùng sai. Nhá. Đây chỉ, thầy đang cho cái từ này vào trong này thì cho mọi người thấy rằng là từ vựng nó có thể đến được cái level như thế nào nhé. Đây là cái từ ở level là xe level C2 là level gọi là cao nhất trong cái chia rank từ vựng của chúng ta. Đấy. It is either way nghĩa là tùy. Tùy tùy mỗi người hướng nào cũng được. Và cùng stay alert là luôn luôn gì? Luôn luôn phải cảnh sát nhé. Đó. Uh, như vậy tổng hợp lại như sau về mặt kiến thức chúng ta có một số những cái từ vựng rất là quái oăm như là disillusion, heartbreaking khá là hay, there is a possibility hay là have a good chance of something là làm gì là để cải thiện cái khả năng từ vựng của chúng ta đúng không? Obviously cũng là một từ vựng rất là hay, I don't know ở đây chúng ta dùng để cải thiện gì để cải thiện cái sự trôi chảy của chúng ta trong lúc nói nhé. ở đây thì không có quá nhiều những cái điểm nhấn về ngữ pháp chỉ đơn giản là các bạn có thể kiểm tra xem là những cái gì những cái câu của thấy sử dụng tương đối là chắc chắn trong việc sử dụng hiện tại đơn nhé thế thôi à, cái này thì thấy là với tin ấy một số bạn có thể sẽ cảm giác nó hơi bị không đúng lắm nhưng mà thực sự nó như vậy mạng xã hội thì nó luôn là hơi ảo một chút nên là có bạn nào mà có sự tin đời ấy thì đấy cũng khuyên là phải cẩn thận một tí nhá còn LinkedIn thì nó là mạng xã hội chuyên dùng cho doanh nghiệp thì cái này nó sẽ hơi bị uh, chưa đến uh, chưa đúng thời điểm để sử dụng đối với những bạn mà học cấp 2 hay cấp 3 thường thì LinkedIn chỉ nên được sử dụng sau khi ít nhất là chúng ta đã bước vào quá trình làm sinh viên đại học đó uh, rồi ok như vậy tổng hợp lại chúng ta có rất nhiều những cái tư vựng hay để chúng ta áp dụng đúng không hãy cố gắng là thầy chỉ khuyên đó là cố gắng áp dụng nhiều nhất có thể Nhá. không nhất thiết phải sử dụng những từ khó để cải thiện câu câu trả lời của chúng ta bởi vì chúng ta còn vô vàn những cách khác để cải thiện và nó đơn giản hơn rất nhiều chỉ đơn giản là gì nói một cách tự nhiên đừng để bị lặp nhiều quá đúng không chúng ta có đến bốn cái tiêu chí để đánh giá một bài nói của chúng ta từ vựng chỉ là một trong bốn cái đó thôi và độ quan trọng của những cái tiêu chí đó là ngang nhau nhá rồi như vậy là thầy đã kết thúc cái uh buổi livestream uh, dạy ngày hôm nay về chủ đề social network uh, hy vọng là các bạn đã có được những cái kiến thức mới cho mình cũng như là những cách để triển khai câu trả lời của mình bây giờ sẽ là thời gian để dành cho mục Q&A Thì rất hy vọng là thầy sẽ nhận được nhiều câu hỏi của mọi người nhé cũng như là những cái câu trả lời mà mọi người đã chuẩn bị trước hoặc là có thể vừa mới chuẩn bị cho những cái câu hỏi trong buổi livestream ngày hôm nay nhé. Ok, um, thời gian cho mục Q&A xin được uh, bắt đầu.